Anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Anh em có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo điện thoại hoặc Zalo 0977885088 gặp Nam. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé em theo địa chỉ 61 đường núi Thành phường 13 quận Tân Bình. Anh em ghé điện thoại trước cho em nhé tại vì em uh, hay đi ra ngoài anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay em giới thiệu với anh em một số cái đôi loa chép. Loa chép uh, Việt Nam mình gọi loa chép còn <laughs> nước ngoài nó họ gọi là loa Trister đó anh em, loa giải cao. Được, thì mình anh em mình cứ gọi là loa chép ha thì những cái đôi loa chép này những cái đôi loa chép hàng sưu tầm rất là xuất sắc của Nhật và của Mỹ anh em nhá những đôi JBL là nó sản xuất tại Mỹ còn những đôi mà mà những đôi chép Fostex hay Koran như thế này á, thì nó sản xuất ở Nhật anh em nhá ở đây thì em sẽ giới thiệu từ bên phải qua bên trái nhá thứ nhất là cái đôi đôi này là đôi mini nhất và đôi này cũng giá rẻ nhất đây để anh em mình uh, nghiên cứu anh em mình lên thùng nhá Đôi này là Clarion Đôi này nó rất khủng khiếp Nó 8 ôm mà tới 260W Những cái đôi này anh em mình có thể lắp vào những cái loa mà Anh em mình hát ra ok mà tiếng nó không có sáng Người ta không có chép kèn đó Những cái con siêu chép này anh em mình lắp vô Tại vì nó chịu nhiệt rất là tốt Đôi này thì dùng cho những anh em nào mà thích ca hát nha hoặc là mình dùng nghe nhạc cũng rất tốt nha. Nó 260W. Nó chịu chịu lực rất là tốt luôn. Thì cái đôi này Cụ củ từ của nó cũng còn vàng ống luôn bảy màu luôn anh em nhé những cái đôi chép này nó toàn là đồ cổ thôi nó mấy chục năm rồi nhưng mà nó còn rất là đẹp anh em anh em thấy cái cụ củ từ của nó kim khí ở bên nhật họ làm rất là chuẩn luôn nó cũng phải ba bốn chục năm rồi nhưng mà nhìn nó rất là đẹp cái đôi chép này giá là một triệu tư nhé cái đôi này em không có bớt anh em nhé anh em nào thì nó là chép còi anh em nhìn thấy cái cấu tạo chép là nghe biết là tiếng nó hay rồi triệu tư là nó ngang ngửa với bán ngang ngửa bằng giá cái đôi chép của của Trung Quốc nó bán cho nên anh em không có trả giá cái đôi này nha đôi này một triệu tư chép còi à, thứ hai là cái đôi Clarion khủng này đôi Clarion khủng này thì nó nó chơi luôn cái cụ từ với cái họng rất là to luôn anh em gác trên nóc loa để nghe nhạc thì rất hay luôn nó cũng 260w 8 ôm anh em nhé 260w 8 ôm thì cái 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 đai farm với lại cái của nó ở đây, cái côn zin của nó ở đây luôn, đang còn luôn. Đó anh em mình nhìn là biết nhá. Đây là cái 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 đai farm zin của nó luôn nhá. Cái đôi này giá 3 triệu anh em nhá, rất là khủng luôn. Đó. Chất kèn anh em mình có thể vừa nghe nhạc rất hay và vừa hát karaoke cũng được. Nó có một cái họng bằng composite. À, cái đường kính này nó rơi vào khoảng 9 cm anh em nhá, đường kính 9 cm. Chiều sâu cái kèn này là nó rơi vào khoảng chừng 10 15 phân á Cái kèn này khoảng 15 phân Đó Anh em mình để trên nóc loa bổ trợ tiếng chép Hoặc là anh em nào thích ca hát có thể dùng cái đôi này nhá Chép này thì có thể dùng để hát được karaoke được luôn Đây, cụ củ từ của nó cũng bảy màu Vàng, ống ánh rất đẹp nha Đôi này giá 3 triệu Đôi chép cực khủng luôn cái, cái 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 này nó rơi vào khoảng chừng 12 13 cm gì anh em nhé Cái vách bắt vào thùng loa này. Đó. Đó, kích thước nó, nó hình thức nó như vậy anh em nhé còn rất là đẹp luôn rất là gấu luôn lau chùi sơ cho nó hết bụi đi là đẹp lắm anh em nhé đôi này giá 3 triệu cái tiếp em giới thiệu với anh em là cái đôi uh, Onkyo TW 1500A đôi này rất là khủng anh em nhé nó có ba cái khe này ba cái khe để tán âm này rất là hay luôn đây em còn một đôi nữa ở đây nữa đó, rất khủng luôn anh em nhé đôi này thì giá là 6 triệu rưỡi anh em nhé đôi này 6 triệu rưỡi Đó. đôi này sơn nó hơi chóc nhiều hơn nè nhưng mà nói chung còn rất là đẹp anh em nhé anh em nhìn cái mặt nhôm của nó này rất đẹp luôn rất là gấu Đây, em cầm cái cụ từ cho anh em mình xem nhé đấy rất là gấu luôn nó có trầy sơn chút đỉnh anh em nhé những cái đôi này thì cao tiền mặt nhôm của nó đây anh em nhé còn rất đẹp luôn lau là như mới luôn đó anh em nhé nếu mà cái nhôm này lau là như mới luôn á một cặp luôn giá là 6 triệu rưỡi cái nhôm này mà lau sạch cái cái bẩn đi là như mới luôn anh em nhé rất đẹp rất gấu và tiếng cũng rất hay nó có mã là Onkyo TW 1500A 8 ôm 15W Max là 30W Đôi này là đôi chép chuyên nghe nhạc anh em nhé 6 triệu rưỡi rất đẹp luôn đôi này TW 1500A cái đôi này nó đẹp hơn đôi kia một tí anh em nhé thì anh em nó lấy cái đôi chép này em đều tặng cho anh em cái đôi chân này để mình đặt trên nóc loa cho nó đẹp nhé nhìn nó như khẩu pháo đấy anh em đôi này thì nó có luôn cái cái kiềng này để bắt vô thùng này đó cái kiềng đôi kiềng này quan trọng anh em nhé anh em là lắp thùng thì phải có đôi kiềng mới lắp thùng được nếu đơn thuần mình để trên nóc loa thì mình không cần cái kiềng đó mình đặt như vậy thì nó đẹp hơn nhưng mà lắp một thùng phải có cái này mới lắp vào thùng được nhá tại vì cái chỗ này nó xin thế này không bắt ốc được anh em cho nên phải có đôi kiềng này thì cái đôi này và cái kiềng này luôn là giá là 7 ,2 triệu hai anh em nhé Onkyo TW 1500A rất là zin và đẹp luôn anh em nhé đó. cặp này là 7 ,2 triệu hai có cái kiềng này luôn Nhôm sáng đẹp luôn. Rất đẹp luôn anh em nhé Nhôm của nó đây. Kế đến cũng Onkyo. Cũng Onkyo. Onkyo nhưng mà cái cái đôi này là TW 1800 e Đôi này 7 triệu. Cũng dạng họng như thế này luôn anh em. Đó. Nhưng mà nhìn nó thon gọn hơn và nhìn nó tinh tế hơn đó anh em. Đôi này 7 triệu. Có luôn cái kiềng để bắt vô thùng luôn thì lắp sẵn lên đây luôn đôi này thì còn tuyệt đẹp luôn anh em nhé rất đẹp luôn đôi chép ba họng này Onkyo TW 1800A đôi này thì tuyệt đẹp luôn anh em, anh em nhé từ nước sơn cho đến nước nhôm nó rất mới luôn anh em đôi này thuộc thể loại hàng sưu tầm đó anh em nhé đôi này 7 triệu càng <laughs> ngày những cái đôi đẹp càng ngày nó càng hiếm anh em à. rồi kế tiếp là đôi Onkyo TW trước em có 3 đôi thì em bán mất hai đôi rồi bây giờ còn một đôi này thôi Onkyo TW 7 smk 2 đôi này là 5 triệu 8 anh em nhé đôi này thì nó nhỏ nhưng nó có võ đôi này tiếng tiếng của nó với thằng Fostech này là như nhau tiếng rất là sáng anh em nhé để dùng anh em mình chơi Super chép để bổ trợ cho mấy cái loa đồng trục á mấy cái loa đồng trục mấy cái loa toàn giải nhưng em mình xài mấy cái Axiom 301 này những cái cái đôi tan noi nè mình dùng cái đôi này để bổ sung cho cái giải trên nó sáng rất là hay anh em nhé đôi này thì giá là 5 ,8 triệu tám nó có luôn kiềng bắt một thùng luôn anh em nhé hai cái đôi kia em bán rồi 5, ,5 triệu rưỡi một đôi thì nó không có cái kiềng này đôi này có cái kiềng nó cao hơn một tí anh em nhé 5 ,8 triệu tám một đôi đôi này đôi này giá tốt anh em anh em thấy vậy chứ đôi này giá nó cao lắm thấy nó nhỏ nhỏ nhưng mà tiếng nó cực hay luôn nó là từ anico nhé nó từ anico nó giống như cụ từ này nè đó, hai thằng này của Ganico này. Đôi này Fostec FT 90H. Fostec Fostec FT 90H thì uh, hình thức của nó như thế này anh em. Chưa có vệ sinh, chưa có lau chùi gì hết. Đó, đây đưa ngón tay nó nó lấy nét vào cho anh em mình xem. Đó. Đôi này giá 6 triệu. Fostec FT 90H. cái phía bên đây là nó có một cái 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 sao nó lấy nét phía sau nó nó có một cái chấm ở đây em lau đi hết anh em nhé nó kiểu như dính keo đấy anh em nhé không phải bị chày đâu cái này kiểu như dính keo nó lau hết anh em nhé đôi này giá 6 triệu ft 90 h đôi này tiếng cực hay luôn tiếng cực hay luôn anh em nhé đôi này thì em mới quay cho anh em giá 4 triệu hai pioner pt 100 chép kèn 10 lỗ rất zin luôn còn đủ bốn miếng nhựa của nó luôn bốn miếng nhựa chụp luôn PT100 anh em nhé Đôi này 4 triệu 2, 2 anh em nhé Kế tiếp thì cũng Pioner nữa Pioner là đôi chép điện này Những cái đôi chép điện thì anh em mình rất là thích này Tiếng của nó thì long lanh luôn Anh em mình có thể làm hộp đặt vào cho nó đẹp nhé đôi, Những đôi chép này nó hát ở 100 000 hz Tiếng của nó thì cực kỳ long lanh luôn Mình chỉ cần mở lên nhỏ xíu thôi Là mình nghe thấy cái, 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 cái lời ca tiếng hát Nó sáng hơn hẳn cái đôi màu đen này giá là 2 triệu 2, 2 anh em nhé còn cái đôi màu trắng này nó còn cả hộp luôn, nó là PTR 24 này anh em, đôi này PTR 24 này, cái chép điện này thì thì anh em yên tâm chắc chắn là nó phải zin này, chép điện là không bao giờ sửa được anh em nhé. Theo theo biết hình như là nó không có nam châm, nó cái, cái cơ chế nó hoạt động nó khác với là cái, cái cái những cái loại chép này, Cho nên là chép điện này là chắc chắn là nó zin rồi, không không cần phải quảng cáo. Đôi này giá hai triệu rưỡi anh em nhé hình thức nó như vậy, PTR 24 chép điện của Pioneer Mấy hôm nay nóng quá anh em Mấy hôm nay trời nó nắng quá Không biết ở miền Bắc sao Sài Gòn nắng như đổ lửa Em đứng mà vãi hết cả mồ hôi anh em ạ Kế tiếp là cái đôi này Ai đen AT7000 anh em nhé Nó có một bên tem là nó bị phai này AT à, AT7000 à. Còn rất là đẹp luôn anh em nhé Đôi này nó dạng siêu chép anh em anh em thấy vậy nó hát 40.000 40 Hz, tiếng cực kỳ hay luôn. Đôi này nó hát rất hay luôn. Nó kiểu như thằng 2402 của JBL đó anh em. Cấu tạo nó cũng hao hao như 2402, nó làm cái họng kiểu như vậy này. Rất là hay luôn mà nó là hàng của Nhật. Những cái đôi này IDEN nếu em nhớ không lầm thì thằng IDEN này với lại thằng Clarion này nó nó cùng một công ty đấy. Cái cặp Super Chef IDEN AT 7000 này giá là 4 triệu anh em nhé Giá 4 triệu mặt nhôm còn sáng rất đẹp luôn anh em mình lắp thùng cũng được luôn hoặc là làm cái bệ để nó trên nóc rất đẹp nhá đôi đó thì tiếng long lanh luôn cái đến anh em là thích mà chép mà họng nó gấu á thì anh em mình chơi cái đôi này đôi này là technic eas 25 hd 22 cái đôi này thì thì đôi này thì em có báo giá rồi giá 11 triệu 500 đôi này thì cực khủng luôn đó anh em thấy đôi chép mà nó có cái họng rời chiều ngang nó khoảng 25 sâu của nguyên cái chép này cũng rơi 25 luôn anh em mình để trên nóc loa thì cực đẹp luôn nhất là anh em có những cái cái loa đắt tiền mà loa cột đặt lên tiếng chép nó hát 25 000 hz anh em nhé nó dạng super chép anh em nhé kế đến thì em giới thiệu với anh em mình cái đôi này đôi này là tuyệt vời ông mặt trời luôn đó đôi này là Coran H70 cực đẹp luôn anh em nhé đôi này đẹp lắm luôn Coran H70 mà tiếng chép của thằng Coran thì nó cực kỳ long lanh luôn Coran H70 Với lại mấy cái con chép của Fostech này Thì nó ngang giá nhau Giá là 9 triệu rưỡi anh em nhé Thằng này là Coran H70 cực đẹp luôn Đôi này thì tuyệt đẹp luôn Hàng sưu tầm Cái tem nó còn chưa lột anh em Anh em thấy cái tem không? Nó còn cái ni lông luôn Rất zin luôn Đôi này 9 triệu rưỡi Tiếng thì long lanh anh em nào muốn test tiếng nữa nào thì nhắn zalo riêng cho em em test cho anh em mình nghe nhá kế đến là cái đôi kế đến là cái đôi Fostex FT60 Đó, rất đẹp luôn FT60 và FT65 Đấy, những cái đôi này FT65 này FT65 thì nó nhôm trắng FT60 thì nó nhôm đen đôi này FT65 Đó, những cái đôi này là 9 triệu rưỡi một đôi hết anh em nhé em sẽ anh em nào muốn chụp riêng từng đôi thì em sẽ chụp cho anh em nhé rất là zin và đẹp luôn cái đến là cái Onkyo TW 8A Onkyo TW 8A thì cái đôi này á, giá là 7 triệu nó bao gồm luôn cả cái đôi tán âm này rất là đẹp luôn đó em có một cái đôi tán âm rời giá 2 triệu anh em nhé đôi tán âm rời của thằng Onkyo có thể lắp cho những cái Onkyo 8A 8A MK2 đôi này là 8A thường không có MK2 anh em nhé đôi này là giá 7 triệu bao gồm chép và đôi tán âm luôn em có đôi tán âm này lẻ rất đẹp còn rất đẹp luôn sơn zin còn kính con luôn giá là 2 triệu anh em nhé anh em mình có thể lắp được cho những con chép khác ví dụ những con chép như thế này nhé hoặc những con chép của Fostech như là mình lắp được nhé hoặc những con chép của Hitachi này mình cũng lắp được luôn anh em nhé đó đôi tán âm này giá 2 triệu cái đến là cái đôi Hitachi này đôi Hitachi này đôi Hitachi này rất đẹp luôn H70 HD đó H70 HD đôi này thì nó không có cái kiềng để lắp vào thùng nó không có kiềng lắp vào thùng và nó cũng không có tán âm thì em bán cho anh em là giá là 9 triệu 6 nha đôi này 9 triệu 6 nha anh em rất đẹp luôn anh em nhé rất zin và đẹp luôn anh em nhìn nó như một cái cục nhôm rất zin và đẹp luôn đôi này chín triệu sáu còn cái đôi này thì 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 khỏi nói rồi đôi này tháo thùng ra còn rất đẹp luôn đôi đó thì nó bao gồm cả cái kiềng và cả cái này thì giá là 10 triệu năm anh em nhé em phải nói nhanh điện thoại sắp hết pin anh em cái đôi này em có giới thiệu với anh em rồi rất khủng khiếp đôi này rất hiếm luôn EAS 9 HH40 16 ohm của National National made in Japan anh em nhé National với technique đó là một anh em đôi này cực kỳ khủng khiếp luôn mà còn cực kỳ mới luôn đôi này giá 14 triệu rưỡi anh em nhé anh em nhìn cái con Fostech để bên cạnh này nhìn không thấy con Fostech luôn nó rất là to và rất là nặng luôn anh em nhé nó hát 25.000 hz tiếng sáng anh em nhé cái đến thì đây em có đôi này mới về đôi này nữa khủng của khủng những cái đôi này anh em nào tìm hiểu thì hỏi nhắn tin hỏi em báo giá nha Coran H104 những cái đôi khủng nè anh em thấy cái cụ từ của nó chưa đây là cái cụ từ của nó đó anh em nhìn là biết cái đôi chép này nó giữ dành mức độ nào nhé cái đường kính mặt trước của nó nó sẽ rơi vào em có cái thước đây đường kính mặt trước không oh, sợ, sợ cái này nó kẹp vuông mà nó chảy cái mặt thì uổng đường kính của nó là nó nó rơi vào khoảng chừng 10 phân đó anh em nhé rất là khủng luôn một con chép này nếu em nhớ không lầm nó nặng gần 3 kg anh em nhé đôi chép rất là khủng khiếp luôn mà anh em nhìn thấy cái cụ từ này đó nó là dòng khủng dòng vip rồi cho nên là anh em nào tìm hiểu thì nhắn riêng em báo giá riêng nha những cái đôi này em không báo giá đây H100 nữa cái đôi này là vip của vip luôn anh em nhé vip của vip luôn nó cùng mâm với lại Fostex T500A đó anh em Tiếng của nó thì long lanh luôn anh em nhé Còn rất đẹp luôn anh em Sơn zin còn đẹp luôn Nước nhôm còn sáng bóng luôn Những cái đôi VIP như thế này thì thì anh em mình Tìm hiểu biết cái giá nó khủng khiếp như thế nào Cái đôi này eBay nó bán 1.200 đô Chưa ship anh em nhé Mà cái đôi ở trên eBay nó còn xấu hơn đôi này của em nữa Đôi này thì anh em nào chơi cái đôi H100 hoặc là H104 thì liên hệ với em, em báo giá riêng nha. Rồi còn cái đôi này. Đôi này thì hình thức nó hơi xấu. Hình thức nó hơi xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Đôi này thì